cơ hội được lựa chọn và không được tự quyết định kế hoạch sinh sản đang là rào cản đối với hàng triệu phụ nữ Việt Nam. Rào cản này khiến họ không có cơ hội tiếp cận được với những việc làm thỏa đáng, dẫn đến cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn. Ngược lại, những gia đình khi phụ nữ được tôn trọng và được trao quyền quyết định số con được giáo dục tốt hơn và góp phần tạo ra nhiều lợi ích kinh tế hơn. Cuộc sống khó khăn vất vả, nhưng vì mong muốn có con trai nối dõi, nên gia đình ông Nguyễn Văn Kỷ ở xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vẫn sinh đến 4 người con. Khó khăn chồng chất khó khăn khi ông bị ốm đau, vì thế vợ và 4 người con gái đều phải làm lụng vất vả để có thể trang trải cho cuộc sống gia đình. Ở đôi khi nhiều nó vất vả đủ các mọi việc, thế ở quê nó cũng các cụ phụ thuộc trước là nó thế nên phải chịu thôi chứ. Tâm lý là liên tục bị áp lực, từ phía gia đình, từ phía những người thân và dòng họ, cho nên là họ không có điều kiện để tham gia các cái công tác xã hội, cũng như là không có cái điều kiện để tham gia hiểu biết học hỏi các cái cuộc chợ giao lưu trao đổi về tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hiện nay, tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh tại tỉnh Hưng Yên là 120 bé trai trên 100 bé gái. Trong đó, tỷ lệ sinh con thứ ba có xu hướng tăng, chiếm 14%, trong khi toàn quốc là 11%. Nguyên nhân là do một bộ phận nhân dân còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, phải có con trai để nối dõi, thờ cúng, để nương tựa tuổi già. Mất cân bằng giới tính khi sinh ở đây thì theo cái điều tra của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng chủ yếu là những gia đình mà sinh con một bề là gái thì người ta muốn sinh thêm một cậu con trai nữa. Sinh con một bề, đặc biệt là một bé gái, đã và đang là trăn trở của không ít gia đình hiện nay, khi mà tư tưởng sinh con trai nối dõi tông đường đã ăn sâu trong tiềm thức của nhiều thế hệ người Việt Nam. Để hạn chế vấn đề này, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, thay đổi nhận thức trong nhân dân và có những thay đổi tích cực. Gia đình chị Nguyễn Văn Kiều ở xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, mặc dù sinh hai con gái, nhưng chị đã quyết định dừng lại ở hai con để chăm sóc tốt hơn. Bây giờ con nào mà chả là con, mà con nào thì mình cũng phải nuôi dạy cho con, cho nó ăn học cho nó tốt. Đấy, cốt làm sao để cho cái chất lượng cuộc sống của mình nó tốt hơn. Chứ không phải là cứ con trai thì mới được. Con trai nếu như mà họ sống mà cuộc sống của họ với nhau lắm thì mà cũng không nuôi dạy được con tốt ấy, thì theo mình thì cái đấy là cũng không nên. Để người phụ nữ không chỉ độc lập về mặt chính trị, không chỉ ngang bằng với nam giới về phương diện pháp lý, mà còn phải thực sự là một người độc lập về mặt kinh tế, người được ra những quyết định, tự mình ra những quyết định và liên quan đến cuộc sống và hạnh phúc của cá nhân mình. Thực tế cho thấy, khi phụ nữ và trẻ em gái có thể tự do quyết định việc có sinh con hay không, thời điểm sinh con và số con mong muốn, họ sẽ có nhiều cơ hội để có thể tìm kiếm các công việc được trả lương và tăng mức thu nhập cho gia đình. Việc đầu tư vào kế hoạch hóa gia đình sẽ giúp phụ nữ nâng cao vị thế của mình hơn và gia đình được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.